Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung phim Đấu La Đại Lục. Sau vài tập phim thì trận chiến tại Gia Lăng Quan vẫn chưa đến hồi kết. Phe địch còn hai tông phái mạnh nữa là Hắc Hổ Tông và Thánh Long Tông. Thế công của bọn họ cực kỳ hùng mãnh. Qua lòng lo sợ, e là quân ta cũng rất khó phá cục trong thời gian ngắn. Bây giờ đội quân Tiền Phương bị thiệt hại nghiêm trọng. Nếu trận chiến hai cánh lại kéo dài thêm, tất sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí quân ta. Được đà tiến công, bọn chúng lần lượt ồ ạt xông lên. Tuy nhiên, phe của Thiên Đấu Đế Quốc cũng không phải dạng ăn chay, tùy ý để cho bọn chúng chà đạp được. Các tông phái trong bốn đại nguyên tố lần lượt ra ngoài trợ chiến, dẹp loạn và lấy lại thế cục. Khi thế hoàn toàn không thua kém đối phương, điều này làm cho Qua Long vô cùng vui mừng. Như vậy là quá tốt rồi. Chúng hồn sư bốn nguyên tố sai trận đã thành công chặn lại quân đoàn hồn sư của Vũ Hồn Đế Quốc. Đại sư cho biết, quân đội công thành bên này đã có chuyển biến tốt, trước mắt phải xem đường tam bên kia phá cục thế nào rồi. Trong lúc này, trận chiến của Đường Tam và Bì Bì Đồng lại kịch liệt hơn bao giờ hết. Nam chính sử dụng ra lực lượng hải thần chuẩn bị đối kháng với Bì Bì Đồng. Bì Bì Đồng lên tiếng khoe khoang, nàng ta đã có chuẩn bị với thần kỹ của hắn. Lần này hồn kỹ của nàng ta sử dụng ra có tên là Bất Tử Chi Thần. Đường Tam nghe vậy cũng không ngại khiến Bì Bì Đồng thất bại thêm lần nữa. Bì Bì Đồng nghe vậy liền căm phẫn. Ở tinh đấu đại xâm lâm, kẻ khiến nàng thất bại không phải là hắn mà là tàn niệm của hải thần. Không có thần kỹ, nàng tự tin hắn không phải đối thủ của mình. Mà nếu không có hắn thì đại quân thiên đấu sẽ không thể ngăn cản được bước tiến của Vũ Hồn Đế Quốc. Cũng chẳng biết đây là lần thứ mấy nàng ta nói ra mấy câu này. Đường Tam đáp trả lại bằng cách chủ động tấn công dần mặt. Hồn kỹ của Bì Bì Đồng có thể thôn phệ sự sống xung quanh, vậy nhưng dưới sức mạnh của thần kỹ thì vẫn chịu thua thiệt. Thân thể bị đánh cho tan xương nát thịt. Tam so kích được đà tiến lên. Nó một đường lao về phía tường thành và làm một lỗ thủng trên tường. Sau chiều đó, thân thể Bì Bì Đồng bị khóa thành nhiều đốm sáng. Nàng ta liều mạng, cho dù thân hình bị hủy hết thì cũng muốn tiêu diệt Đường Tam. Nếu như một kích mạnh nhất đó đánh trúng Đường Tam thì hắn chết chắc rồi. Vậy nhưng bây giờ thì kết quả lại khác. Nhìn thấy mọi thứ đã thất thủ, Gia Lăng Quan cũng bị đánh cho tan tác. Đám binh sĩ của Vũ Hồn Đế Quốc liền hoảng sợ bỏ chạy. Trận hình cũng vì thế mà trở nên loạn. Ngay cả đỉnh phong đấu la như Bì Bì Đồng cũng thua rồi. Sâu kiến nhỏ bé như bọn họ làm sao có thể thắng. Quân chủ lực của Vũ Hồn Đế Quốc chịu đả kích này, sĩ khí bị giảm mạnh. Trước mắt, đây chính là cơ hội tốt nhất để quân ta phá vòng vây. Thuận thế tiến lên, nhanh chóng áp đảo phe địch, đánh cho bọn chúng tan tác. Một vài kẻ trong số đó cố gắng phản kích để tìm con đường sống, và những kết quả sau cùng vẫn là nhận lấy thất bại. Bây giờ đại quân đã tổng tiến công toàn lực rồi, các thành viên trong sử lệ khắc thất quái cũng phải mau chóng kết thúc cuộc chiến bên này. Nói rồi, bọn họ cũng lấy ra chiêu thức mạnh nhất đánh cho phe đối thủ không kịp chăn chối. Trong tình thế nguy hiểm này, bọn chúng vẫn cố gắng trấn an. Giáo hoàng bệ hạ có Bất Tử Chi Thần hộ thể, cho nên sẽ khôi phục lại thân thể nhanh thôi. Qua đúng là như vậy, chỉ một thời gian ngắn, thân thể nàng ta đã khôi phục hoàn toàn. Điều này làm cho Đường Tam cũng trở nên căng thẳng, tuyệt đối không thể để cho ra tay nữa. Tuy thân thể Bì Bì Đồng đã khôi phục như cũ, vậy nhưng bên trong lại bị thương nghiêm trọng, chiến lược giảm xuống rất nhiều. Đấy Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh nghe vậy liền chủ động muốn tấn công, hai người nhanh chóng dung hợp thành Vũ Hồn dung hợp kỹ đánh về phía Bì Bì Đồng. Trong lúc nguy cấp đó, tông chủ của Hỏa Báo Tông đột nhiên từ đầu lao ra ngăn cản cho Bì Bì Đồng. Bì Bì Đồng biết sĩ khí quân ta đã hao tổn nghiêm trọng, đánh tiếp nữa chắc chắn sẽ dao động căn cơ của đế quốc. Cho nên, lập tức ra lệnh cho chúng hồn sư bên dưới yểm hộ đại quân rút lui về Gia Lăng Quan, tạo thành trận hình thủ hộ. Cả đám nghe theo lệnh, liền lập tức dàn hàng ngang tạo thành phòng tuyến. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó vẫn không thể ngăn cản được đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc. Với khí thế hùng hổ, bọn họ nhanh chóng đẩy lùi quân đội của Vũ Hồn Đế Quốc, buộc cho những người còn lại phải rút lui vào bên trong Gia Lăng Quan. Thất bại lần này khiến Bì Bì Đồng tức lắm, vậy nhưng không thể làm gì được hơn là thốt lên tiếng chửi thề. Nhìn thấy đối phương muốn bỏ đi, Kiếm Đấu La liền lao lên ngăn cản, tung ra vô số kiếm khí chặn đường lui của đám người Vũ Hồn Đế Quốc. Quỷ Báo Đấu La thế vậy đành phải liều mình mở ra một con đường thoát, giúp cho Bì Bì Đồng cùng đồng bọn kịp thời chạy trốn. Điều này làm cho Qua Long vô cùng vui mừng. Gia Lăng Quan dựa vào địa thế hiểm trở mà xây nên, dễ thủ vậy nhưng khó công và là chướng ngại lớn nhất để quân ta tiến đánh Vũ Hồn Đế Quốc. Bất luận như thế nào thì cũng không thể để cho bọn chúng rút lui trở về. Lão giơ vũ khí của mình lên và tuyên bố muốn đích thân dẫn đầu toàn quân xuất kích. Đại sư nghe vậy liền ngăn lại, với tính cách của Bì Bì Đồng thì tuyệt đối sẽ không rút quân mà không có sự chuẩn bị, mọi chuyện vẫn nên cẩn thận thì hơn. Qua Long cho rằng hai quân giao phong, sợ địch nhát chiến chính là điều tối kỵ. Bây giờ Vũ Hồn Đế Quốc đã tan tác, lúc này không đuổi theo sẽ tổn hại cho sĩ khí của quân ta, bản thân lão sẽ tự có cân nhắc. Nói rồi, Qua Long cũng ra lệnh cho toàn quân tiến về phía trước. Đám người Sử Lạc Khắc Thất Quái cũng muốn truy đuổi, vậy nhưng Đường Tam đã ngăn lại, không nên đuổi ra cung đường. Huống hồ mọi người đều đã bị thương, không nên liều lĩnh thì hơn.
Sau một hồi giúp Tiểu Vũ trị thương thì nàng ta cũng đã khỏe lại, tốc độ còn nhanh hơn người yêu cũ lật mặt. Qua đúng như những gì đã suy nghĩ, đám người Bì Bì Đồng đã tính trước cho mình con đường lùi. Ngay sau khi đại quân Thiên Đấu Đế Quốc tiến lại gần thì lập tức bị phục kích. Cả đám thấy phải liền quay xe bỏ chạy, vậy nhưng đáng tiếc là đã chậm rồi. Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mời các bạn đón xem nhé! Video này tới đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại!